Theo báo cáo sơ bộ của cơ quan công an, vụ tai nạn xảy ra khoảng 16h30 ngày 29 tháng 9 tại nút giao Tây Mỗ với đường sắt quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Một xe đưa đón học sinh loại 45 chỗ đang đi qua khu vực trên do thiếu quan sát đã bị tàu hỏa chở hàng tông trúng. Hậu quả của vụ va chạm khiến xe ô tô quay ngang, hư hỏng nặng, 6 em học sinh ngồi trên xe bị thương và được đưa vào bệnh viện 103 cấp cứu. Rất may, hiện sức khỏe của các em đã ổn định. Biểu tượng mới của thành phố tương lai phía Tây Hà Nội. Chuẩn mực và đẳng cấp vượt trội. Vị trí trái tim của đại đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam. Triết lý sống xanh được thực hiện hóa trên từng không gian sống. Imperia Smart City, thịnh vượng Lean Smart, một sản phẩm cao cấp của tập đoàn Vinh Group. Hiện nay thì 6 em đã trở về nhà ngay từ tối hôm qua và các con hoàn toàn bình thường. Sáng hôm nay, ban giám hiệu chúng tôi cùng chủ tịch công đoàn và các thầy cô đã gọi điện hỏi thăm trực tiếp thì phụ huynh đều phản ánh các con đều khỏe mạnh bình thường. Có 2 con đã được đến trường và 4 con ở nhà thì đã được bình phục hoàn toàn. Theo phản ánh của người dân, hiện trường xảy ra vụ va chạm cũng là điểm đen tai nạn giao thông hàng chục năm qua. Mặc dù nằm cạnh khu dân cư và chỉ cách trường học vài trăm mét, nhưng đoạn đường ngang này không được lắp đặt hệ thống đảm bảo an toàn giao thông đường sắt như barrier rào chắn hay đèn cảnh báo. Tất cả chỉ có một chiếc biển báo sơ sài như thế này. Tất nhiên là khi va chạm xảy ra thì lái xe ô tô thì là người là có lỗi chính rồi. Nhưng mà thực ra cái đoạn đường này nó cũng rất là nguy hiểm. Thì vẫn phải có một cái rào chắn, tại vì cái mật độ tai nạn đây nó xảy ra rất là nhiều lần chứ không phải là một lần. Năm nào ở đây cũng xảy ra tai nạn. Đấy, nặng hay nhẹ thì năm nào cũng đều có va chạm với ô tô. Nhưng năm nay là mình chứng kiến là 3 vụ va chạm ô tô rồi. Được biết khu vực này từ lâu đã được kiến nghị lắp barrier và đèn cảnh báo, nhưng đến nay vẫn chưa được lực lượng chức năng xử lý. Nếu tình trạng này không biến chuyển trong thời gian tới, rất có thể những vụ việc đáng tiếc còn xảy ra với những hậu quả không thể lường trước. Ủy ban nhân dân phường Tây Mỗ chúng tôi đã có nhiều lần kiến nghị với đường sắt Hà Thái và cái cục đường sắt để đảm bảo cho cái việc bà con không để xảy ra tai nạn đây, và cục đường sắt cũng đã trả lời là về việc theo quy định của luật là chưa thể lắp được ở đấy, mới hiện nay mới lắp gờ giảm tốc và cái việc cảnh báo bằng đèn tín hiệu thôi, nên người dân đi lại rất khó khăn và thường xuyên hay xảy ra tai nạn. Về nhân sự, con người, về tài chính mình chưa đảm bảo được thì mình cũng phải khắc phục dần dần và có những cái biện pháp tạm thời trước mắt, tránh để cái việc mà khi đi qua một cái đường ngang dân sinh mà lại không có cả các cái chắn barrier hay là có đèn cảnh báo, ít nhất là cũng phải có cái còi cảnh báo ở các cái tuyến đường đấy. Sự thiếu đồng bộ trong việc triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông đường sắt là nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn. Nhưng từ sự việc trên, các lái xe cũng phải hết sức cẩn thận, chú ý quan sát khi di chuyển qua các đoạn đường ngang dân sinh để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra.